Ủa bao này 25kg hơn chỗ á? 25. 2 bao này 1kg đúng không? À. Rồi có tiền luôn rồi. 2 bao. Nhiều chưa? 51, 3 này 51 hả? 51. Kiểu gì? 10 ngàn có hả? À? À ý là 510 ngàn á hả? À 510 ngàn á. Trời ơi, ngày qua cũng lộn, bây giờ cũng lộn nữa. Chết luôn. Tiền nhiều quá. Ờ, tại hồi đó học giỏi quá. Tao ngồi chỗ nào? Này bỏ trước luôn, bỏ luôn. Mày để gì tao ngồi đầu luôn á. Nó gì nãy để ngang gì nãy nó. Rồi rồi. Tốt nha. Đi. Bà có nhà không ta? Hình như nằm kia kìa. Bà cho con vô đó luôn nha bà. Cho để xe ở ngoài sợ người ta đi vướng đó bà. Dạ con mở cửa đó bà. Úi giò, bể không ta? Ủa hồi nãy giờ chưa chào mấy bạn đúng không? À quay nãy giờ không chào ai đó. Ok, hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục hôm nay Thép đại diện cho nhà hảo tâm tới đây phát quà cho những nhà có hoàn cảnh khó khăn nha. Trước khi mình vào mình coi thử, tìm hiểu coi thử cuộc sống của bà như thế nào nha các bạn. Ủa bà đang làm gì đó bà? À, bà ngồi xuống con hỏi chuyện chút xíu. Thì sau một thời gian tìm hiểu các bạn, mình đã tìm ra được bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Gần 80 không à. Gần 80 tuổi rồi các bạn. Cái đây là đứa con bà. Con này thằng này là nó 30 34 tuổi cái mèo á. Dạ. Họ xuống nó đi đi năm chủ con ạ, rồi cái 3 năm dần nó bị tai nạn gì á, rồi vợ nó bỏ bắt đứa con bỏ cho bà lên 90 năm. Ý là anh bị đây là 90 năm, anh làm đây 90 năm luôn không bà? Đâu có tiền ca sổ của nó. Dạ anh bị tai nạn không bà, tai nạn xe máy hả? À xe máy. Là bị tai nạn chấn thương sọ não luôn. Chấn thương sọ não, đâu có tiền lấy con lại thấy cái đầu nữa mà. Dạ. Bị chấn thương sọ não các bạn, rồi vợ anh bỏ đi luôn không bà? Rồi có đứa con nào không bà? Có đứa con nó học lớp 7 mà nó ở với bà Thí. Dạ. Rồi thằng này vừa cái nó bỏ luôn à. Rồi bây giờ mình nói chuyện anh nghe không bà? Có, nó có nghe, có học. Bà đứa hồng ba mà tao nói nó cũng chửi là chửi, tao mới đỡ nó lên nè. Cái gì tao vừa mình nó giá mà cái táo qua thăm chết. À, nó đau thùng lắm. Có nghĩa là anh có lúc tỉnh, có lúc bị không có suy nghĩ được, quánh vào luôn. Dạ. Quánh biết à. Quánh biết rồi hả? Rồi hàng ngày anh có tự ăn cơm được không bà? Mấy hôm thì ấy, bây giờ lúc mà nó muốn ăn nó muốn không. Dạ, bây giờ mình đút, ngày nào cũng đút cho anh ăn hết. Mình nói ít ăn, đó nãy đêm bánh mì bỏ ấy, mình nói ăn thì cho cháu ăn. Dạ, còn anh có tự đi được không bà? Không. Anh nói, đỡ vậy ông bà bệnh bà láo trong đầu dưới này á, bữa nay là dưới á. Dạ. Có một lát nó bắt đỡ, rồi anh kia, nếu mà đỡ sao đỡ nó nổi con. Để con đỡ anh lên ngồi thử nha bà. Ừ, nó cũng đỡ coi, nó tắm nó láo, con đỡ ra ngày kia con đỡ ra. Em đỡ lên ngồi dậy cho nha anh, ngồi dậy em dẫn đi mua bánh ăn nha. Ê, vậy mua bánh ăn. Ủa, nặng quá. Rồi lúc mà anh không bị tai nạn anh làm cái gì bà? Thì nó làm thợ. À, thợ hồ á hả? Còn bây giờ anh bị tai nạn là chỉ cứ nằm đây rồi hàng ngày bà đút cho ăn. Đi vệ sinh đâu là bà lo hết không hay là anh tự làm? À, bà năm nay cũng gần 70 tuổi rồi các bạn. Gần, ơi, nãy con xin lỗi. Gần 80 tuổi rồi nhưng mà
phải lo cho đứa con bệnh. Năm nay anh 30 mấy tuổi rồi, có lúc bình thường thì không sao mà lúc bệnh lên thì quánh vào luôn. Rồi ăn uống, ăn uống là tự bà đút cho ăn, còn đi vệ sinh rồi là tự bà lo hết các bạn. Dạ. Dụng cái gì nó than cái đấy hồi đó mới chưa ăn trong nhà trong cửa gì ấy nước ấy rượu làm gáy tùm lum hết á. Dạ. Bây giờ là mình bỏ anh đi được không ạ? À? Không đâu. Không đi được nằm vậy luôn. Ủa bà nó nói đó dạ. Không được lát mình nó bật gọng lại à. Dạ, yếu hùng à. Với bà kéo vậy mà kéo nó không vậy. Ý là anh nói được luôn không bà? Hay là không? À, có nghĩa là bị chấn thương sọ não các bạn. Rồi cái lúc mà bị gì là mình có lấy hộp sọ mình đi nuôi không bà? Thì anh nó lấy sọ đi chấm nuôi ổn định, đi chạy tiền đi dây đi mượn người ta chạy cái nó ra nhà còn cái nó tắm tiếng lần nữa người ta cái ống này con lại chỗ ngực nó nè. Ăn cái ống nữa chạy đi nhà thương chợ rẫy 2 lần á. Dạ. Nó có tiền mà chạy không à. Ruộng nương đồ bán mặt bán đi hết. Cũng gì hết, gia sản còn gì hết. Dạ. Rồi bà bây giờ là cùng bà cũng ở nhà lo cho ảnh chứ là bà đâu có đi làm gì được không? Đâu có làm gì, không có cũng đi làm mướn. Bà năm nay cũng lớn tuổi rồi các bạn. Ừ. Khổ quá bà ơi. Để con đeo cái mic cho bà nói chuyện cho rõ. Lớn mà... tuổi, gần 80 tuổi rồi cũng phải lo cho người con bệnh cơ. Rồi con ảnh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi bà? Con nó năm nay 13 tuổi. Mà nó mẹ nó bắt lên. À, mẹ bắt đi luôn. Bắt đi luôn. Rồi. Thôi để cho anh xuống nằm cho. Đó, con ơi, con đỡ nó không có được đâu. Nó nằm gì đi miết à. Nằm cả ngày, 10 năm nay mà nằm cả ngày dưới hoài luôn không bà? Đâu. Nó nằm là cũng như hôm Tết rồi. Dạ, còn cái mấy lúc mà trước Tết là vẫn còn đi rồi. Đi xẹo đi mà tí lên tí xuống à. Dạ. Bắt tay em cái à. Thôi anh biết bắt tay không? Ủa bắt tay được luôn nè. Đâu cái tay này thì nó chừng như cái chân kia nè. Cái cuộc nó không cho này nó nết nó tí gì lật lật ở ngoài. Mà cuộc cái đạn dây này ảnh rồi. Bằng êm nó cuộc lại. Bây giờ nó nết được nữa không? Dạ, cuộc cái đạn dây đó lại để cho anh khỏi đi. Ừ. Nó nết không mà nó nết nó tí làm gì nó tí nhào. Được. Bắt tay với em kìa. Ủa anh biết bắt tay không nè. Biết bắt tay luôn, cười luôn á. Nó lên nó lọ rồi mấy con à, cũng nhiều. Cứa kìa. Điều chắc là nó tí chi vậy chứ nó lên nó lộn. Dạ. Nó làm thợ chỗ này chỗ kia nó giỏi ghê lắm. Thế là hồi lúc con trai anh cũng rất là giỏi. Dạ. Luôn không? Giỏi ghê lắm. Tay đồ cười luôn à. Khổ quá. Giờ đây bà 80 tuổi rồi, đáng lý là cái tuổi này là cái tuổi ăn, tuổi nghỉ hả? Không có làm gì mà phải lo cho con. Hôm nay con đại diện cho nhà hảo tâm đó bà. Con tới con tặng cho bà một phần quà gồm có 2 bao gạo với lại cái món quà này do chị Lan bên Canada á bà. Đã tài trợ cái món quà này cho bà. Con 300 đô la Canada con đổi ra là 5 triệu 70 ngàn. Thì con có mua hai bao gạo là tầm 1 triệu và số tiền dư con sẽ đưa cho bà nha. Xuyên dư tầm còn tầm 4 triệu. Lúc mà nó còn nằm giường nó cũng chụp hình gõ qua bên ấy cũng đâu có gì đâu cho đâu chiếc xe chạp ba gì sao nó ngờ được con nó cũng kỹ nó trong đó cũng dẫn ra đi chụp hình chụp đồ cũng đâu có ba. Đây là số tiền 4 triệu 70 ngàn. Mới nãy con có mua, nãy con đổi là 5 triệu 70 ngàn. Nãy con có mua 2 bao gạo hết. 2 bao gạo mình mua nhiêu? Ơ? 2 bao gạo nãy mình mua 500 mấy ngàn chứ? 510 ngàn. À, 510 ngàn mà mình tưởng đâu 1 triệu, mình nhầm. Còn số tiền là 4 triệu rưỡi 70 ngàn đó bà.
con móc thêm 500 nữa nè, bà đếm giùm con nha. Không, con đếm mà. Con đếm. Không mau. Cảm ơn lòng mà. Dạ. Có gì là con... Bà đừng khóc nha bà. À. 8 thì ở nhà thì cũng sát bên đây thì cũng có con có cái và điều ai cũng làm hết, là có mình già ở nhà rồi. Dạ. Để lấy cuộc ở đây thấy cũng tạo mà bỏ đi thì lớn xung quanh nhà gì là đái rồi ỉ này nhà rồi ở nhà rồi có mình già rồi về lâu vậy đó. Dạ. Chị thì cũng đi làm đâu có ở nhà mình. Ủa chị là gì của bà? Cháu ngoại. Cháu ngoại. Đó là sát bên đây là nhà mẹ nè rồi đó ở rồi xong rồi. Ba nó cũng bệnh nữa con ạ. Không có ai có mình già rồi lo gì á. Dạo này bỏ đâu con bỏ vô. Ê, em không. Nó cũng nhờ đồ mấy người ấy rồi có cho gạo đồ ăn. Ờ nó để cho lòng ba quá. Cũng nhờ ấy rồi cho ăn cho uống rồi. Rồi thường ngày bà không có đi làm gì á rồi bà. Ai cho tiền và lo chẳng? Thì ông mình nói ông chuột lỗ á là ông trồng bậy xuống đủ đồ con ạ. Dạ. Đó nhờ mơ ông đi gửi về cho chị nó mớ rau bán đâu có 15 ngàn về. Ô nó đã tùm lắm tà lá. À bà ra chỗ Phú Quý bà bán hả? Ừ. Dạ. Ông phải lật đật đi về. Nhà nói chung là bây giờ nằm chỗ gì mà có đi đá cái gì thì là nằm một chỗ rồi mà có đi tắm thì rảnh thì 2-3 ngày vậy rồi nhờ cái gì ra khiêng chứ mình già khiêng đâu nào. Ủa rồi cái tay anh bị sao vậy bà? Thì cái tay với cái chân nó bị ấy á con. Chân là lúc tí là nó bị lúc đó. Đó, là đó nó đi mình mấy lát bày hết đấy. Không nói được, nó nói được. Nói cái hồi nó nói gì? Sao biết ai không? Sao biết được? Hả? Cái này cũng nhờ bác hộ nghèo được con hả? Cho tiền, cho đồ, cho họ ở nước đây nè, nó đi nó tím biết cái sông này nè. Dạ. Nó nhờ cái hộ nghèo đồ bên ấy nữa. Dạ. Ở nước đó, nó thấy hoàn cảnh còn vậy á. Không có số nghèo mình nữa. Anh nói được không? Được, anh nói được á. Nhưng mà nói không ra tiếng rồi. Đưa tiền rồi anh biết không bà? Không bao, tiền bạc nó không biết gì hết. Ừ. Bắt tay em cái. Bữa nào anh em mình dẫn đi nhậu nha. Anh cười. Bữa nào anh em mình đi nhậu bữa nha. Anh cười. Phái cười liền. Thôi anh chị nha, con chúc bà nhiều sức khỏe nha. À, thôi nãy con cảm ơn hai đứa cháu. Thời gian cũng làm nhờ. Dạ. Cái con đồ giúp đỡ. Dạ. Cái này số tiền của chị Lan bên Canada đã gửi tặng cho bà. Đó, có gì bà cảm ơn chị Lan chứ con không. Bây giờ Lan thì bà đâu có biết nhưng mà nhân chỉ con tới đây thì bà rất cảm ơn. Dạ dạ. Thôi tụi con xin phép bà tụi con về nha. Dạ, đó thì rất là cảm ơn tất cả bạn đã dành chút thời gian quý báu mình để xem clip của Thép nha. Đặc biệt cảm ơn chị Lan rất là nhiều đã tài trợ video này cùng với Thép nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.